hay cơ hội. Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung cộng có thể thay đổi trật tự kỹ nghệ toàn cầu như thế nào? Bên cạnh việc thách thức sự thống trị Big Tech của Hoa Kỳ trên toàn thế giới, sáng kiến con đường tơ lụa kỹ thuật số của Bắc Kinh dẫn đầu, cung cấp cho hành khách của mình những cơ hội rộng lớn thông qua các sản phẩm và nhu cầu kỹ thuật số với giá cạnh tranh. Kể từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 năm 2021, Trung Cộng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung Cộng kỹ thuật số lần thứ tư tại Phúc Châu, thủ đô của Phúc Kiến. Sự kiện này sẽ là một nền tảng để tạo điều kiện hợp tác cho quản trị điện tử và nền kinh tế kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của sáng kiến kỹ thuật số con đường tơ lụa, tức là Digital Silk Road của Trung Cộng. Kỹ thuật số con đường tơ lụa được Bắc Kinh đưa ra vào năm 2015, trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường đầy tham vọng. Trong chiến lược này thì Trung Cộng đang cung cấp hỗ trợ phát triển và tài chính cho các quốc gia tham gia dọc theo con đường tơ lụa mới. Khi nói đến sáng kiến vành đai và con đường, sự hỗ trợ này bao gồm nâng cấp mạng viễn thông của người nhận, phát triển thương mại điện tử và hệ thống thanh toán di động, cũng như trí tuệ nhân tạo, giám sát, smart city, cloud computer và các kỹ nghệ tân tiến khác. Một trong những yếu tố của con đường tơ lụa kỹ thuật số là là Beidou, hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu của Trung Cộng, đối thủ xứng tầm GPS của Mỹ, đã được một số quốc gia ở châu Á, Trung Đông và châu Phi áp dụng. Theo một số ước tính, thì một phần ba số nước tham gia vào sáng kiến vành đai và con đường, khoảng 133 quốc gia, hiện đang hợp tác trong khuôn khổ các sáng kiến con đường tơ lụa kỹ thuật số. Đường trục của kỹ thuật số con đường tơ lụa được tạo thành từ Pakistan và Đông Phi kết nối với châu Âu dài 15.000 km, tức là khoảng 9.300 dặm. Dây cáp ngầm nhằm nối kết châu Á, châu Phi và châu Âu lại với nhau. Hệ thống này được thiết kế để truyền hơn 16 terabyte trên mỗi dây cáp quang thuộc sở hữu của tập đoàn Hayton, nhà sản xuất dây cáp quang và dây cáp điện quốc tế có trụ sở tại Trung Cộng phần địa trung hải của tuyến dây cáp đi từ Ai Cập đến Pháp đã được đặt xong. Vào tháng 3 năm 2021, Tổ chức Truyền thông đặc biệt, chi nhánh viễn thông của quân đội Pakistan đã bắt đầu đoạn cuối cùng của tuyến dây cáp quan xuyên biên giới giữa Rawalpindi với thành phố hải cảng Karachi và Water với sự hợp tác của Trung Cộng, theo Nikkei. Dây cáp Pakistan và Đông Phi kết nối với châu Âu dự định sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2021. Kỹ thuật số con đường tơ lụa là quá trình thay đổi kỹ thuật số hóa toàn thế giới. Trong khi đó thì các tổ chức tư vấn có ảnh hưởng của Mỹ báo động rằng, sáng kiến của Trung cộng đặt ra thách thức đối với sự thống trị lâu đời của các công ty kỹ thuật số phương Tây và về căn bản có thể giảm đáng kể thị trường của họ trong tương lai. Bên cạnh đó, sáng kiến kỹ thuật số con đường tơ lụa là đúng lúc phù hợp với các xu hướng mạnh mẽ và lâu dài hơn. Trung tâm chiến lược và nghiên cứu quốc tế thừa nhận đồng thời nhấn mạnh rằng đại dịch Covid đã làm cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trở nên cần thiết hơn. Viện chính sách lập luận rằng chính quyền Biden nên đẩy mạnh phát triển kỹ nghệ của Mỹ để đối phó với thách thức của Trung Cộng. Hội đồng quan hệ đối ngoại, một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận có ảnh hưởng của Hoa Kỳ chia sẻ Mối quan ngại của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế cho thấy rằng Trung Cộng có thể sử dụng gián điệp và ép buộc do đó lạm dụng sự thống trị viễn thông của mình. Bắc Kinh có thể đào tạo kỹ thuật số con đường tơ lụa quan tâm về cách sử dụng khả năng giám sát chống lại các nhóm đối lập và làm thế nào để cách giám sát và kiểm duyệt internet trong thời gian thực tế. Giá thầu độc lập kỹ thuật số của Trung Cộng có thể rơi vào tay khách hàng toàn cầu. Richard Giazi và Rajkwara Krishmanoti gợi ý trong bài viết của họ. Một tạp chí có trụ sở tại Washington, D.C. chuyên về các vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vào cuối năm 2018, thì American Big Tech sở hữu hoặc thuê hơn một nửa các tần số thông cáp ở dưới biển để truyền tín hiệu mang gần 98% dữ liệu Internet và điện thoại quốc tế. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng sự thống trị như vậy không lành mạnh và một số bên bao gồm cả EU và Australia đã thực hiện các bước để hạn chế sự trao đảo của những tác nhân kỹ nghệ khổng lồ này. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, về phần mình thì Trung Cộng có thể cung cấp các sản phẩm và hệ thống kỹ thuật số có giá cạnh tranh. Mặc dù về mặt lý thuyết thì Trung Cộng có thể đạt được một công cụ có trị giá ảnh hưởng chính trị địa phương – bằng cách thao túng sự phụ thuộc của các nước khác vào cơ sở hạ tầng của họ tuy nhiên những nhà sáng tạo tin tưởng rằng kịch bản giả định này không dành riêng cho trung cộng như tiết lộ của edward snowden và vụ bê bối dữ liệu facebook cambridge analytica cho thấy bất kỳ nhà cung cấp kỹ nghệ nào hoặc là trình bày kỹ nghệ mạng tân tiến nào cũng có thể lạm dụng vị trí của họ nếu muốn theo các nhà nghiên cứu kỹ thuật số con đường tơ lụa thúc đẩy một kỹ thuật số hóa thế giới có thể mang lại cơ hội đầu tư và bán hàng không chỉ cho các công ty kỹ nghệ trung cộng mà còn cho các công ty địa phương và các lĩnh vực phi công nghệ đồng thời nỗ lực của bắc kinh rõ ràng thách thức sự thống trị của mỹ trong lĩnh vực kỹ thuật số và thị trường toàn cầu